Tử vi về ngày 1 tháng 12 âm lịch Tân Dậu. Xin chào quý khán giả của chương trình Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Từ xa xưa, ông cha ta khi muốn tiến hành một công việc nào đó đều chọn ngày tốt để mong mọi việc hanh thông. Chương trình tử vi hàng ngày luận giải các hung hàng ngày của kênh Phong thủy Gia Cát sẽ gửi tới quý anh chị biết ngày hôm nay là ngày tốt hay ngày xấu với tuổi của anh chị. Những công việc đại sự nào có thể tiến hành hay không nên làm gì trong ngày này. Thông qua các yếu tố ngũ hành, vận mệnh năm sinh với ngày tháng muốn xem, từ đó giúp anh chị biết được nên làm gì và lên kế hoạch sắp xếp công việc được hợp lý để đạt được kết quả tốt nhất cho bản thân. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải về cát hung của ngày 1 tháng 12 âm lịch với sự tư vấn của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Chúc anh chị có một ngày đầy may mắn và nhiều niềm vui. Tổng quan về ngày 1 tháng 12 âm lịch. Ngày 1 tháng 12 âm lịch còn gọi là ngày 1 tháng 12 năm Canh Tý, tức ngày 13 tháng 1 dương lịch. Ngày này sẽ có nạp giáp là Tân Dậu. Ngày này có nạp âm là Thạch Lựu Mộc, tức là cây lựu mọc trên đá Do Dậu và Mão chính xung. Tân âm kim khắc Ất Dương Mộc, Đinh Dương Hỏa khắc Tân Dương Kim. Đây gọi là thiên khắc địa xung, nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Ất Mão sinh năm 1975 và Đinh Mão sinh năm 1987. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 1 tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý Dương Thủy gặp Tân Âm Kim là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Tý. Nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Ngày này có văn xương quý nhân chiếu mệnh là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử. Nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Bên cạnh đó, trong ngày này cũng sẽ có sao hàn trì chiếu tới mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Tý. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bùa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Tân âm kim là thực thần, nghĩa là thần bị sinh xuất tiết mất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Sửu nên hết sức chú ý và cẩn thận. Ngày này có các tinh tướng tinh, đây là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quần hung. Vì Tý Sửu là tương hợp sẽ có nhiều cơ hội hợp tác phát triển cho người tuổi Sửu. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, ngày tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, bản mệnh nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tị, Dậu, Sửu để chiều quý nhân cát lành, mang lại may mắn cho bản mệnh, hóa giải thị phi. Thứ ba, tuổi Dần. Dần Dương Mộc gặp Tân Âm Kim là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. May mắn trong ngày tuổi Dần có hai cát thần là Thiên Ất và Thái Cực. Đây là hai ngôi sao may mắn, nếu được sao chiếu mệnh sẽ có được tinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Bản mệnh sẽ gặp được những người giúp đỡ trong công việc và cuộc sống, đem lại sự may mắn, sang giàu cho gia chủ. Trong năm Canh Tý, ngày tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh lại hợp quan ấn, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Tân âm kim là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Mão nên cẩn thận, chú ý trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết.
Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Hơn nữa, tuổi Mão năm nay cùng với Thái Tuế, Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình Thái Tuế và sao lục hại, đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để gặp hung, hóa cát, chiêu quý nhân, tài lộc. Thứ năm, tuổi Thìn. Thìn Dương Thổ gặp Tân Âm Kim là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Thìn trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Bên cạnh đó, sao hàng trì chiếu tới mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Thìn. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Hơn nữa, những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với Thái Tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản mệnh. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp Tân Âm Kim là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tỵ sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày, người tuổi Tỵ sẽ gặp được ba cát tinh đóng mệnh là Phúc Tinh, Quốc Ấn, Tướng Tinh. Phúc Tinh giáng chiếu tới những gia chủ tuổi Tỵ nên có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Cát tinh Quốc Ấn chủ về quan vận, những gia chủ tuổi Tỵ nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn, có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Người tuổi Tỵ gặp năm 2020 Canh Tý, thiên can lưu niên Canh Kim là thiên tài tinh của Tỵ, Thái Tuế Tý, Thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay luôn vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ Dương Hỏa gặp Tân Âm Kim là chính tài, nghĩa là thân bị khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Ngọ cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe của mình. Do ngày này có nạp âm là hỏa nên cần chú ý nhiều vấn đề các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Ngày này còn có thiên ất quý nhân đóng mệnh là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Trong năm Canh Tý, tuổi Ngọ còn phạm phải xung Thái Tuế. Năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp. Nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái Tuế Tý, Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản mệnh. Thứ tám, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp canh dương kim là thực thần, nghĩa là thần bị sinh xuất tiết mất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Mùi nên hết sức chú ý và cẩn thận, không khinh suất trong mọi công việc. Bên cạnh đó, vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tý, người tuổi Mùi vì cùng Thái Tuế và năm Tý là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại Thái Tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay sẽ dàn gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp, tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm. Thứ 9, tuổi Thân. Thân Dương Kim gặp Tân Âm Kim là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Thân trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Trong ngày, có sao hoàng trì chiếu tới mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Thân. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Ngoài ra, bản mệnh cần chú ý trong ngày này có hung tinh Kình Dương chủ về tai họa, thương tật,
cho nên gia chủ tuổi Thân cần chú ý ngay những lời mời gọi như và liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh những tranh cãi không đáng liên quan đến pháp luật. Đặc biệt năm 2020, thái tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân, vận thế tổng thể coi như không tệ nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tý, Thìn. Thứ 10, tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp tân âm kim là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Ngày này có hai cát tinh là tướng tinh và thiên lộc đồng mệnh. Đây là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Ngoài ra, quý gia chủ rơi vào năm Canh Tý 2020 do Dậu kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tý Thủy, nên còn gọi là phá thái tuế. Vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, cầu công việc hành thông, mọi điều may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp tân âm kim là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Tuất trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc, sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể. Cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc trong cả năm. 12. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp tân âm kim là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Hợi nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Ngày này có hai cát tinh là Thái Cực và Kim Dư là phú quý, sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Hợi. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi vào năm Canh Tý 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh. Thiên ấn chủ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt, vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý. Bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với quý anh chị về luận giải vận trình ngày 1 tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại!